Xin chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh Sơn Huy. Hôm nay mình sẽ đứng đây chờ đón để di chuyển ông rồng lên chiếc xe ô tô và di chuyển về nơi trình diễn. Cho nên là mọi người sẽ chú ý theo dõi video này nhé. Hiện nay thời tiết là đang mưa, bây giờ là đã ngớt và vẫn còn đang mưa nhỏ nhá. Bây giờ đang chờ mọi người chuẩn bị ra đây để cùng nhau cho ông rồng này lên chiếc xe ô tô. Và đây là chiếc xe này. Rồi đang lùi lại và chuẩn bị xếp cái ông rồng này lên đây cùng nhau để đưa ông rồng này lên. Thế bây giờ đưa lên như thế nào thì mọi người cũng theo dõi video nhá. Đây, chiếc xe rất là dài này. Đây, ông rồng đang nằm ở đây. Sau đây sẽ phải chuyển ông rồng này lên chiếc xe. Mọi người theo dõi video nhá. Đang mở thùng. Bỏ đi được mà. Tất cả anh em đang tháo những cái xà ở trên để chuẩn bị cho ông rồng lên nhé. Mọi người đang chuẩn bị cho ông rồng lên trên xe. Đây là mọi người đang chuẩn bị để tháo cái phần đuôi của chú rồng này ra nhé. Vì chiếc xe kia là chiều dài thì không đủ cho chiều dài của chú rồng này. Bởi vì chú rồng này là hơn 10m, 13m cơ. Cho nên là sẽ cũng đấy, bây giờ đã tháo cái phần đuôi xong rồi đấy. Rất nhanh. Mọi người làm rất nhanh nhé. Bây giờ tiếp tục sang phần trên. Tối hôm qua thì không có cơn mưa nào, nhưng sáng hôm nay thì có một cơn mưa rất là to. Là ông rồng này đã phải đứng chịu dưới một cơn mưa rất to để thử thách rồi. Hiện nay là tất cả mọi thứ là chất liệu và màu sắc là vẫn cứ giữ nguyên, không hiểu gì nhá mọi người nhá. Tối hôm qua thì chú rồng này là đã được test thử đèn ánh sáng tất cả mọi thứ rồi, đảm bảo rồi. Lát nữa thì chú rồng này sẽ lên theo cái lối sau của thùng xe nhé. Đuôi đã được tháo ra rồi mọi người nhé. Bây giờ anh em đang chờ người chủ phương lượng người là khiêng lên. Đây mọi người huy động cả nam cả nữ nhé mọi người nhá. Bây giờ huy động tất cả đây. Rồng này bắt đầu được tự lên xe nhé mọi người nhá. Rất khỏe. Không phải tầm cao nhé mọi người nhá. Rồng này rất là to, dài 13m, rất là nặng. Cắt phần đuôi rồi. Đây, cùng nhau cho ông rồng lên đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây đây là tính toán làm sao cho cái phần đuôi rồng đảm bảo chắc chắn nhé. Hiện nay là chú rồng đã lên trên xe an toàn rồi.